tiễn một lời nói. Đức Khổng Tử ở nước Lỗ vào kinh đô nhà Chu, hỏi lễ ông Lão Đam, hỏi nhạc ông Tranh Hoàng, xem xét cả giao xã, minh đường cùng triều đình tôn miếu. Khi trở ra về, ông Lão Đam đưa chân có nói rằng: ta nghe người giàu sang tiễn người thì dùng của cải, người nhân hậu tiễn người thì dùng lời nói. Ta tuy không được giàu sang nhưng mang tiếng là người nhân hậu, vậy xin tiễn người một lời nói vậy. Này, phàm kẻ sĩ đời này, những người thông minh sâu sắc, xét nét mà có khi thiệt mạng, đều là kẻ hay chê bai, nghị luận tâm sự người ta cả. Những người biện bác rộng rãi xa xôi và có khi khổ thân, đều là kẻ hay bới móc phơi bày tội lỗi người ta cả. Đức Khổng Tử nói: vâng, xin kính theo lời người dạy. Khi Đức Khổng Tử về đến nước Lỗ, đạo của ngài mỗi ngày một tôn, học trò của ngài mỗi ngày một đông. Lời bàn: bài này làm ra có ý phơi bày cái học thuyết Khổng Lão không giống nhau, có nhiều điểm lại như phản đối hẳn. Đây là lời Lão Đam như có ý khuyên bảo Khổng Tử là người lúc bấy giờ hay đi chu du các nước, định bày cái lẽ trái phải của vua các nước chư hầu. Nếu cứ giảng nay đây mai đó như thế mãi thì có khi nguy đến tính mệnh. Câu cuối bài nói: vì Lão Đam khuyên bảo như thế mà đạo của Khổng Tử được tôn hơn, học trò của Khổng Tử được đông hơn, là vì Khổng Thị biết nghe Lão Thị, từ đó về chỉ chuyên có một mặt dạy học trò mà thôi.